Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Nhật ký trên Insta. Hôm nay thì mình đi đến Bo Co, Nhật sẽ dẫn các bạn đi đến Bo Co, gọi là cao nguyên ở Campuchia. Nó còn được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai của mình. Thì hiện nay cái đỉnh núi Bo Co này được gọi là đỉnh núi cao thứ hai của Campuchia, đã được khai thác du lịch. Còn đỉnh núi cao nhất của Campuchia hiện nay chỉ là cho check-in thôi. Thì bắt đầu con đường này, con đường đi thẳng, mình sẽ lên tới đỉnh núi là khoảng chừng 30 km, nhưng mà đường thì rất là khó đi, cái dốc nó lên rất là cao và khi mà chúi xuống thì rất là chúi. Thì con đường này nó chỉ mới được làm lại trong khoảng chừng 5 năm trở lại, chứ ngày trước thì nó không phải là đường nhựa bây giờ, mà nó gọi là chỉ là đường đất đỏ thôi và xe đi cực kỳ rất là khó khăn. Thì kể từ khi người Pháp rút khỏi Campuchia thì khu vực này gần như là bỏ hoang. Sau đó thì người Campuchia họ mới tiến hành xây dựng lại. Đây các bạn thấy ha. Sau lưng mình đó là đang mưa ngay cái lưng đèo. Nhưng mà sau khi mình qua khỏi cái lưng đèo rồi thì trời nó sẽ nắng lại. Đó các bạn thấy nhá. Đó. Mình sẽ đi thẳng lên đó nè. Mình lên trên đó, lên trên túc đỉnh núi trên đó luôn. Các bạn thấy không? Ở giữa chân lưng đèo thì nó đang có mưa, nhưng mà ở trên cái đỉnh núi thì không hề có mưa luôn. Ok, bây giờ bắt đầu mình hành trình khám phá nha. Trước khi mà lên đỉnh núi thì mình có ghé vào cây xăng ở đây đổ xăng. Người ta ở đây rất là hiền, dễ thương lắm. Mình đổ chỉ có 10 đô la thôi mà ta cho 3 chai nước suối, là xin thêm 1 chai nữa 4 chai, người ta vẫn cho luôn. Ở đây là để cho người ta dành cho khách thập phương sau khi mình xuống chân núi hoặc là chuẩn bị bắt đầu chân núi mình đi. Người ta có thể đổ xăng, ăn uống hoặc đi vệ sinh. Trong nhà vệ sinh là trong đây, rất là dễ đi. Cây xăng này không biết cái tên gì nữa. Đây nè, cây xăng Sukimet. Cây xăng này các bạn từ đây các bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi, ăn sáng ở đây và mình bắt đầu lên đỉnh núi. Các bạn thấy cánh cổng này nha, rất là dễ thấy. Cánh cổng này là đường đi thẳng vào núi Bo Co. Thì ngày trước ở đây có thu tiền, một người là hình như là một xe máy là quanh mua đô la là 1 đô la, nhưng bây giờ người ta đã bỏ thu phí rồi, cho nên mình đi tới đây là mình free hoàn toàn. Ok, đường Bo Co rất là xấu kinh khủng luôn, các bạn có thấy xe mình không, kinh khủng lắm, vì tại vì người Trung Quốc đang qua đây nè, đang làm. Bây giờ mình đã đến được đỉnh núi rồi đó. Đây là đỉnh núi Bo Co. Là trên đỉnh núi này người ta có xây một ngôi chùa của người Khmer. Thì ngôi chùa này đã được xây vào năm 1800 hồi đó. Tại vì cái sử sách á, nó ghi rất lộn xộn như ở trên đây. Thì nó ghi là năm 1920 là xây xong. Nhưng mà trong cái lịch sử trước khi mình đến đây á, mình có tìm hiểu trên mạng internet của người Campuchia thì nó ghi là năm 1850 là người ta là bắt đầu xây. Thì đến năm 1880 là đã xong rồi, nhưng không hiểu sao mà ở trên đây nó ghi là năm 1920. Đây các bạn có thể thấy nhá, ở trên đây nó sẽ là có những thông tin như thế này. Đây là cái khu vực mình đang ở, là cái khu vực cao nhất của đỉnh núi Bo Co. Thì ở trên đây nó có một ngôi chùa là Wat Po Pram, tức nghĩa là cái ngôi chùa này tên của nó là Sampo Pram. Thì ngôi chùa này là nó nằm ở góc bên đây, là đỉnh núi cao nhất của Bo Co là nằm đây. Từ trên đỉnh núi mình có thể nhìn xuống hết thành phố Campot. Ngoài ra thì có những khu vực này thì có những khu như là resort rồi nhà thờ. Thì ở trong đây họ có chú thích ở đây những cái hình vẽ màu đen là được xây vào năm 1960. Nhưng mà những cái hình ảnh á, mà có hình màu đỏ, chú thích màu đỏ là được xây vào năm 1920. Đây chúng ta có thể thấy ha. Ví dụ như là ngôi chùa này thì ở đây người ta chú thích là năm 1920 là đã được xây. Còn những cái khung màu đen như là những cái casino, rồi những cái bưu điện, rồi những như là cái nấm, cái chỗ là tháp canh nấm thì đã được xây năm 1960, tức nghĩa là xây vào cái thời gian người Pháp qua đây để họ làm kinh tế. Đây chúng ta có thể là kinh dinh thự đen, dinh thự tức nghĩa là cung đen, cung hoàng gia màu đen. Là tức nghĩa là tất cả là tại vì hồi xưa mình tới đó thì họ xây theo cái kiểu mà của người Pháp ngày xưa đó, màu đen đen của quý tộc. Đây ngoài ra các bạn có thể thấy ở đây là người ta chú thích về cái chùa Sampo Pram. Ngôi chùa này thì nó được kêu gọi là giống như là chùa năm chiếc tàu. Thì nó được tên như vậy là tại vì á
Người ta xây câu chùa trên đây là xây trên 5 cái tầng đá khác nhau. Thì tầng đá này tức nghĩa là khu này là một cái bên đây á là một cái chùa lớn, rồi bên đây á là bên phía ngoài đây là bức tượng Phật tổ. Thì giữa hai cái chùa lớn và Phật tổ thì họ có cái đá 5 tầng. Cho nên người ta xây vào năm người ta xây cái chùa ở đây, cho nên chùa này nó gọi là tiếng ở đây là tiếng Anh tức nghĩa là chùa năm con tàu, tại vì cái hòn đá bắt đầu chinh phục cái đỉnh núi cao nhất của Bo Co. Thì nãy giờ các bạn có thấy không, đường xe đi á rất là đèo núi hiểm trở, nhưng mà là ở mưa rất là nhiều, nhưng mà lên đây thì cái khí hậu nó lại rất là trong lành, nó hơi lạnh giống như cái kiểu như là nếu nói Đà Lạt thì không phải là gọi là Đà Lạt, nhưng mà nó mình nghĩ là chắc nó hơi giống như Bảo Lộc nhiều hơn. Đây là cái đỉnh của chùa. Đẹp quá. Cái chùa này sao nó màu đỏ ta? Mình nghĩ là cái này chắc cho rong rêu lâu ngày nó bám lại. Mà tại sao nó màu đỏ ta? Ở đây ngược sáng rồi, để mình đi vô. Cái chùa này nè các bạn có thấy không? Nó lạ lắm nha. Ở bên đá bên đây thì nó không có phải màu đỏ, nó không phải rong rêu, nhưng mà bên đây thì là rong rêu nhưng mà nó ra màu đỏ, màu cam. Các bạn thấy không? Rất là lạ. Từ trên đỉnh luôn, từ trên mái nhà xuống luôn, nó đều là màu đỏ hết. Mình đi một vòng xung quanh chùa xem. Ở đây thì không có rong rêu. Ở đây thì nó chỉ đá à ha. Ở trên các bạn thấy không? Ở trên thì nó mới có rong rêu màu cam, nhưng mà ở dưới đây thì nó lại không có rong rêu màu cam. Hay là ở trên đó là khí hậu nó ẩm, nó ra một màu khác. Đây là quang cảnh ngôi chùa. Ngôi chùa này được xây dựng cách đây hơn 100 năm rồi. Nhưng mà sử sách ở đây thì nó là năm 1920 là được xây dựng. Đây các bạn có thể thấy chính điện của chùa. Đó, mình vào thử xem. Mình để dép ở ngoài đó. Ok. Đây không? Đây là trong chính điện của chùa. Mình có thể thấy ở đây rất là nhiều tượng Phật. Như một chữ Khmer đây. Như một chữ Khmer. Nhưng camera bà nó. Nâng. Ở đây có một cái thầy không biết đang làm gì, chắc là có thể là đang phước lắm. Nó đi thứ ấy bọn. Có. Thứ ấy. À. Do anh thầy. Ở đây thì người ta xin phước lắm, người ta đến người ta quỳ gối, người ta xin cái điều tốt nhất của cái người thầy tu. Thì thầy tu sẽ ban phước cho họ và dùng nước thánh cầu mai, thì người ta sẽ cúng vườn ở đây. Đó là cái nghi thức cúng của người Campuchia rất là hay phải không các bạn? Sau khi thầy đã ban phép lành cho mình thì mình cúng vườn cho thầy, thì cái cúng vườn bao nhiêu là tự do mình, thành tâm của mình. Mình mới vừa trải qua cái trải nghiệm là cầu bình an của người theo cách của người Campuchia. Thì rất là lạ ha, họ cầu an cho mình rồi họ lấy đức thánh họ chúc cho mình, rất là hay ha. Mình cảm nhận giống như là cuộc đời này giống như là cảm thấy là mình có lòng tự tin nữa, mình có thêm tự tin nữa trong cuộc sống nữa. Các bạn thấy á, đây là quang cảnh của ngôi chùa của mình. Ngôi chùa ở trên đỉnh Bo Co. Các bạn thấy á, ở đây người ta đi qua đi lại, trời thì hơi nắng. Hồi nãy lúc mình quay video ở dưới chân núi hả, trời nó mưa quá trời mưa luôn. Không hiểu sao lên đây, nó trời lại nắng chang chang đổ lửa luôn.
giống như là có cảm nhận là mây á nó chưa bay qua được tới đây hay sao á. Ở sau lưng ngôi chùa là một cái nơi để mình có thể ngắm toàn cảnh của thành phố ở trong đây. Bắt đầu mình đi ra. Ồ, ở đây ngày xưa các bạn biết là gì không? Ngày xưa khi người Pháp còn ở đây, người ta làm ở đây để làm cái khẩu thần công, khẩu đại bác, để từ đây người ta có thể bắn ra biển. Các bạn nha, ở đây để mình ra biển các bạn xem nha. Wow, trời nắng quá. Hôm nay sương mù rất là nhiều. Chúng ta ở đây đi, các bạn có thể thấy xung quanh ở đây đó là biển. Biển rất là đó, biển khu đó thì ở đây người Pháp có thể đứng trên núi này, người ta có thể quan sát được tàu thuyền ở đâu và khẩu thần công ở đây có thể bắn ra được. Các bạn thấy nó rất là đẹp. Mà chống xóa luôn. Ở bên kia là một ngôi chùa. Thì người ta nói thì ở bên ngôi chùa ở đây nhìn qua đây. Ây da, là một cái biển mây. Wow, rất là đẹp. Trời nó hơi lạnh. Không biết tại sao nắng mà nhìn vẫn còn hơi lạnh. Wow, ở đây rất là thích. Cái đỉnh núi này, hồi nãy mình coi trong cái giới thiệu thì đỉnh núi này cao khoảng 1.500m. Wow, tuyệt vời thật. Rất là thích. Ô các bạn có thấy không? Mây bắt đầu nó phủ, nó bay lên kìa. Ở bên đó thầy, chắc các thầy hiện nay là chuẩn bị là tới giờ để các thầy đi khất thực. Ở người Campuchia ở đây lạ lắm. Buổi sáng 6 giờ sáng và 6 giờ tối là họ đều ăn và đi để hóa duyên. Đó các bạn thấy không? Các thầy tập trung ở đó. Rồi đường đi vào chùa, các bạn thấy chùa bên đó. Đây mây bắt đầu phủ lên rồi nè. Ở đây mình thấy nó hơi lạnh lạnh. Ở đây là quang cảnh của sau lưng ngôi chùa đây nè các bạn. Các bạn có thể thấy thì sau lưng ngôi chùa, cái chùa ở phía trước thì sau lưng ngôi chùa là mình có một cái khu vực ở đây. Thì từ khu vực này mình có thể nhìn bao quát hết nguyên cái thành phố Campuchia. Quang cảnh rất là đẹp. Để mình đi lại vị trí cho các bạn xem nha. Bây giờ mây nó bắt đầu lên lên rồi. Xóa thôi. Đẹp quá. Thì từ dưới chân núi đó các bạn, khi mà xe dừng chân rồi thì mình đi theo cái đường mòn này, thì cái đường mòn này nó sẽ dẫn mình đến ngôi chùa hồi nãy gọi là tên tiếng Việt của mình là chùa Năm Chiếc Thuyền, nó nằm ở đây. Quang cảnh rất là đẹp từ trên đây vì đây là một cái đỉnh núi cao cho nên nhìn xuống toàn bộ thành phố Campuchia thì nó bao quát hết nguyên cái thành phố. Các bạn thấy đó, nãy giờ mình thấy là trời rất đẹp. Thì bây giờ chỉ trong phút chốc thôi mà bây giờ sương mù đã bao phủ quang cảnh rồi. Ở đây người ta đang làm gì đây? Sư đây. Ở đây có cặp đôi yêu nhau. Lạ ha, lúc nãy mình còn thấy được, bây giờ sương mù bao phủ hết rồi, mình không còn thấy được gì đây nữa. Ở đây có cái bảng tiếng Campuchia, ở đây người ta ghi cái gì đây ta? Chắc đây là không xả rác. Sau khi tham quan xong chùa, chùa Năm Chiếc Tàu, cái đỉnh núi của Bo Co, thì bây giờ mình bắt đầu đi xuống để di chuyển qua địa điểm khác, là địa điểm chùa Trung Quốc, hay còn gọi là chùa Tàu. Trước khi mình đi ra khỏi đây, mình đứng lại đây mình nhìn xem cảnh một lần nữa. Mình rất thích cảm giác ở đây. Cái không khí đây rất tuyệt và trong lành. Rồi có nắng. Rất thích. Các bạn thấy đó, bây giờ ha, trời bắt đầu là lên mây lại rồi. Cái sương mù họ bắt đầu họ tan xuống, họ lặn xuống thì bắt đầu là trời lên và quang cảnh lại tươi sáng trở lại. Các bạn có thấy không? Từ xa đó, các thầy đó họ đang ngắm cái cảnh vật rất là đẹp. Đây là các du khách. Họ từ ở dưới, chắc là họ từ dưới Nam Bang họ lên đây để họ tham quan. Ở đây thì cũng có nhà nghỉ rất là nhiều, nhưng mà đa phần các bạn thấy đó,
khi khu vực đó là người ta đã xây được cái resort, nhưng mà đa phần giá rất là cao. Một đêm ở resort, một đêm ở này thôi, không phải resort mà đã tính tới gần 100 đô, tức nghĩa tiền Việt mình 2,3 triệu. Thật ra phí rất là cao, tại vì ở đây điện nước họ không có, họ phải tự chạy máy, cho nên cái phí tiền điện rất là cao. Với lại vật liệu thi công thì họ phải chở từ ở dưới chân núi lên. Thì bây giờ mình xuống đỉnh núi rồi, mình đang ở chân núi. Thì cái cổng này nè các bạn, là cái cổng này là đường đi lên cái đỉnh núi cao nhất của Ba Con. Không biết tại sao ở bên đây lại có tiếng Hàn Quốc, chắc là người Hàn Quốc xây dựng ở đây. Bên đây cũng có tiếng Hàn luôn. Nhưng mà đặc biệt ở đây nha, mình mới phát hiện ở đây thì ngay cái chân núi luôn chỉ có một quán nước độc nhất như vậy thôi. Nhưng mà quán nước này lại của người Việt Nam. Đó, cái gì đó người Việt Nam. Họ bán nước ở đây ha, có hủ tiếu luôn, có bún bò, rồi buổi sáng cũng có nữa. Mà không biết có nhà nghỉ hay không nữa, để mình vô mình hỏi xem. Các bạn thấy ha, xe Việt Nam rất là nhiều, người ta tập trung ở đây. Đó. Mà chỉ có quán này thôi nha. Tức nghĩa là từ trên đỉnh núi là mình lên tới đỉnh núi rồi, sau đó mình xuống ngay cái cổng chùa. Thì cái cổng chùa kế bên cổng chùa luôn là chỉ có một quán nước thôi. Thì quán nước đó là người Việt Nam. Cho nên các bạn người Việt Nam á, các bạn Việt Nam á, mình qua đây mình chơi xong cái đỉnh núi thì mình qua cái quán nước này mình nghỉ. Thì cô rất là dễ thương, rồi vật giá cũng rẻ nữa. Bên đây có sự tin không gì? À, nước mía có luôn hả? À, ngon quá ha. Đây, đây là nước mía nè. À, nước mía. Ủa, ở đây có phòng nghỉ không? Ủa? Ở thì ngủ giống như là kiểu như gia đình đi nguyên đám 6-7 người phải không? 5-7 người, 1-2-3 người cũng hết đấy. Vậy hả? Nhiêu rồi giá tiền sao để ủng hộ cho? 3 đô à. 3 đô một phòng hay 3 đô một giường hay 3 đô một người? 3 đô một người. À vậy là mình vô đầy nhóc luôn. Thì cứ tính đầu người là 3 đô một người. Có mùng mền chiếu gối gì không? Có, đùi đầy đủ. Vậy hả? Mệt dày lắm. 3 đô có đồ ngủ đàng hoàng. Đã luôn hả? 3 đô có ăn sáng không? Không có hả? Bao sáng mới chết luôn. Đâu dẫn cái phòng ngang coi ngang ngang đi. Đó các bạn thấy đó. Tức nghĩa là mình ngang chân núi luôn nha. Là mình có cái nhà của cô này ở đây. Thì cô này là có phòng ngủ, rồi có bán đồ ăn sáng, có đầy đủ luôn. Mình có thể vô đây là mình người Việt luôn mà, rất là dễ. Mình ngủ cũng được, rồi mình ăn sáng của cô, nói cô thích gì làm cho. Mình đi tập thể thì càng tốt. Tập thể thì cô có thể nấu ăn tập thể luôn. À, chào mấy anh. Cái này người Việt, người Campuchia vô cô. Dạ. Yeah. À là cái đây nè phải không? À các bạn, là nhà tập thể thì sẽ như thế này. Thì con bước vô ha. Rồi. Đó. Ồ, hay quá ha. Thì kích nó nghĩa khi mà bạn nào mà mình đến á thì mình sẽ báo cô. Cô sẽ sắp chép như là trải nệm ra để mình ngủ. Thì ở đây có những cái màn để họ che lại để riêng tư như nhóm này nhóm kia, cũng rất là hay ha. Tính đầu người thì cứ một người theo ba đâu mà làm. Rồi nhà vệ sinh đây ha. Nhà vệ sinh đang làm nữa. Nhà vệ sinh thì người ta có hai cái thôi nhưng mà vẫn đang triển khai thêm. Nước thì tắm vẫn đầy đủ ha. À, hay quá ha. Còn ăn thì có gì ăn cô? À dù như sáng thì nếu ở đây thì đặt cho cô. Không, thường sáng thì buổi sáng thì cô bán gì? Cơm, hủ tiếu, sáng là 5 giờ có rồi, 6 giờ có rồi. Cứ cơm với hủ tiếu 6 giờ là bán rồi. Thành đã thức dậy mấy giờ, với mấy giờ thì cứ ra là có đồ ăn. Ê hả? Mà thường thì chắc buổi sáng là hủ tiếu nhiều ha. À, theo, nếu mà con có đi nhóm thì con đặt ha. Ví dụ hôm đó con muốn ăn cái gì? Chà, hay quá ha. Bạn thấy á, cô bán rất là dễ thương ha. Mình có đầy đủ luôn, có bàn ghế ngồi luôn. Sáng sớm mình đi chơi nhóm cũng được, mình ra mình ghế ngồi. Rồi mình có đầy đủ luôn nước ngọt. À, tức nghe lầm. Thì mình đặt trước cho cô đúng không? Cô người ở đâu? Cô người Kiên Giang phải không? Không, cô người trong trên này. Người gì? Người gì quên luôn. À, Hòn Đất ngay Kiên Giang.
À, cười ha. Rồi con vui rồi. Vậy là biết là mốt qua đây ủng hộ thường xuyên. Đó các bạn thấy ha, quang cảnh của chỗ cô rất là sạch sẽ ha. Có đồ ăn nè, có bàn nè, rồi có nước, muốn uống cái gì thì uống. Rồi giá cả cũng không có mắc lắm, giá cả nói chung là bình dân. Mà có giá cả là bình dân này. Đó. Ví dụ như mình ăn uống xong ha, các mình ra đây, mình ngồi cái mình ngắm cảnh. Đó, có rau củ, ở bên đó là người Trung Quốc. Thưa các bạn, khi mình đã đến Bo Co thì chắc chắn là mình phải đi đến tham quan cái địa điểm này. Địa điểm này rất là hay, đó là một cái chùa, một cái nhà thờ của người Pháp xây dựng từ năm 1900 khi mà người Pháp vô Đông Dương để cai trị. Nhưng mà hiện nay cái nhà thờ này đã bị bỏ hoang rồi, thì nó thành một cái địa điểm du lịch rất là... Nhà thờ cũng rất là ngày xưa. Nãy giờ mình bay la cam lên mà không được, tại vì hiện nay trời gió mạnh quá cho nên mình không bay được. Cho nên nếu mà có la cam mình sẽ quay hết được toàn cảnh này luôn. Đây các bạn có thể thấy nhà thờ này rất là xưa và lâu đời. Để mà xem thôi, để mà xem thử xem trong nhà thờ thì hiện nay còn lại những gì không. Nhà thờ này thì cũng là một địa điểm du lịch lớn của núi Bo Co, tại vì nó rất là cũ và nó rất là ngày xưa. Đây, mình đi vào trong nha. Wow. Ủa, ở đây có vết lỗ này, không biết lỗ gì, chắc là do đạn bắn ngày xưa. Đây chúng ta có thể thấy, đây là tượng Chúa. Ngày trước thì mình tới đây thì không có những tượng như thế này, và cái quan cảnh nó cũng hơi bị hoang vu. Nhưng bây giờ người ta đã thiết kế lại, người ta đã làm lại từ đầu. Để mình đi ngõ sau nha em. Ở sau lên đây là có một cái phòng riêng. Ở ngoài trời mây rất là nhiều. Không hiểu sao ở đây khi mà mình nói chuyện với vọng mình nó vọng ra. Đây là chắc là cái bếp ăn. Cái bếp ăn của người ta. Ngày xưa người ta nấu ăn ở đây. Thì từ bên hông nhà thờ đó, mình sẽ có cái đường đi lên đây. Mình sẽ lên được đỉnh núi thuốc ở trên đó. Thì từ đỉnh núi trên đó mình có thể chụp hình và lấy hết toàn cảnh của nhà thờ này. Đây các bạn thấy ha, đây là nhà thờ. Các bạn nhớ nha, khi mình đến du lịch Bo Co, mình nên ghé ngang nhà thờ này, rất là đường, rất là dễ đi. Rất đẹp nha. Các bạn có thể thấy xem khung cảnh xung quanh mình nè. Nó trời, nó mây mù, rồi nó sương lạnh. Giống như là mình đang ở một cái vùng nào đó của Bảo Lộc hay là Đà Lạt vậy đó. Các bạn thấy không? Ở trên đó là cái đạc nước luôn đó. Vậy mà bây giờ á, mây nó che phủ luôn mà mình thấy mờ. Ở dưới đó là cái hồ nước. Cái hồ nước này á, các bạn có thể thấy không? Hồ nước này dưới đây nè, là cung cấp nước cho toàn bộ hệ thống các nhà ở của Bo Co. Thì cái đập nước này nè, nó được trích nước từ một cái ngọn thác kế bên. Bây giờ mình sẽ đi qua ngọn thác để theo dõi, để mình tham quan nha. Mình đi qua thác thì tự nhiên trời mưa rất là lớn, cho nên bây giờ mình chưa qua thác được mà mình phải đợi hết mưa. Trong lúc mình đang đi gì đó thì tự nhiên mình thấy ở đây có một ngôi chùa Trung Quốc. Các bạn thấy đó, nó rất là lớn. Thì cái chùa Trung Quốc này nó nằm kế bên cái casino. Casino ở đây, casino người Trung Quốc gọi là casino Bo Co. Thì cái đường hồi nãy mình đi ở đây nè, là đường lên đỉnh núi, là cái chỗ mà có cái cô đó người Việt Nam, và cái chỗ mà có cái chùa là năm chiếc tàu, nó tên là chùa năm chiếc tàu. Bây giờ mình thử tham quan xem ở trong chùa của người Trung Quốc ở đây người ta có gì nha. Ok, bắt đầu mình vô. Chính điện của chùa người Trung Quốc thì lúc nào người ta cũng để một cái gọi là cái lư hương, để người ta có thể là ra ngoài người ta vái lại thần linh, sau đó thì người ta sẽ cắm nhang ở đây. Trong đền thờ thì ở đây có ba cửa. Đây, mình vào thử nha. Ở đây hình như cũng
đây là hình quan công. Mình có hình quan công rồi ở bên đây không biết vị nào, mình không rành về lịch sử Trung Quốc, tại vì cái ông này mặt đỏ đỏ thì mình suy nghĩ là ông quan công. Đây, đây là cái nơi này chắc là cho người ta là giống như là mình biết là cầu chúc may mắn, giống như là cầm nước tạt cho người hay là cầm nước rửa, cầm nước giống như là gọi để đầu, thì chỗ này là tín ngưỡng của người Trung Quốc. Vì thần Nam Hải, thật sự thì mình không rành về cái lịch sử của người Trung Quốc, chứ mình cũng không thể nói đến được. Mình biết là tại vì ngày xưa có nghe câu chuyện là cái người vị thần Nam Hải này nè, là luôn cứu giúp cái người mà bị hoạn nạn ở ngoài đảo xa. Ở đây là có một người, cái người này thì họ là trưởng chùa. Tại vì nãy vô thì mình không thấy chú này, cho nên mình không có để ý. Xung quanh đền họ rất là rộng, bự lắm. Chắc ở đây người Trung Quốc họ, mình nghĩ ở đây là cái chùa này do cái người chủ của casino kế bên, cái văn hóa tín ngưỡng của họ, cho nên họ đầu tư để họ xây cái chùa này. Đây, mình nghĩ là chắc ở bên cái, mình nghĩ là chắc ở bên cái casino này thì cái văn hóa tín ngưỡng của Trung Quốc họ xây lên cái chùa này để họ gọi là sự tín ngưỡng theo cái tín ngưỡng của họ. Bây giờ trời mưa bắt đầu nặng hạt rồi. Các bạn nhớ nha, khi mà đỉnh Bo Co mình sẽ phải tham quan là cái đỉnh núi Bo Co. Trên đó có đỉnh núi và có chùa 5 chiếc tàu. Và cái thứ hai mình tham quan đó là nhà thờ của người Pháp xây dựng và các casino ngày xưa. Thứ ba là thác. Thác thì mình đi không được rồi, tại vì giờ bắt đầu mưa rồi, mà trời bắt đầu tối cho nên mình không thể đi thác được. Mình đi qua chùa Tàu. Các bạn nhớ, casino bên đây gọi là casino Bo Co thì một đêm khoảng tầm 100 đô, nhưng mà mình có thể là tùy là chọn lựa. Ngoài ra thì trên đỉnh núi thì cái đường mình đi xuống, họ đang xây thêm là những cái khu mà gọi là cái khu homestay, thì mình có nghe nói giá là khoảng 5 đô đến 10 đô thôi, rất là rẻ. Cho nên mình có thể là qua đây để mình du lịch và mình nghĩ giá sẽ tốt hơn. Đây các bạn thấy quang cảnh của đền thờ nha.